Em xin chào cả nhà. Hôm nay thì em tiếp tục lên đây để em giới thiệu cái lô bông. À không, hôm nay em sẽ giới thiệu cây chanh vàng lá Mỹ. Chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch. Đây là cái cây chanh. Đây là cây chanh. Chanh cái trái màu vàng, lá thì lá cẩm thạch nha cả nhà. Cả nhà xem lá cẩm thạch thì ở đây em gọi là chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch. Thân cây có gai, cả nhà xem kỹ nha. Thân cây có gai. Đây, cây tiếp theo. Hiện tại thì em có giống hạnh nữa, hạnh lá cẩm thạch. Rồi, tiếp tục. Tục cái này. Chanh. Em nhắc lại, đây là cây chanh lá cẩm thạch, cái trái thì màu vàng cho nên người ta gọi là chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch. Wow, trời tiếp tục mưa rồi cả nhà ơi. Đây, em cầm lên cao cho cả nhà xem thì thân cây có gai, cả nhà xem kỹ nè, cái gai của cây chanh, cái đọt lá. Cây cao khoảng 40 cho đến 50 cm là tầm 4 đến 5 tấc ạ. Rồi, mong được sự ủng hộ từ cả nhà. Cả nhà cho em xin một like, và ai lần đầu tiên đến với kênh của em thì cho em xin một lượt đăng ký cũng như là subscribe ủng hộ kênh. Tất cả đều là thân một cốt nha cả nhà. Chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch. Đây, em cầm như thế này. Tiếp theo, cái lô cây này em cũng được gần cả chục cây ạ. Thân này khá là to rồi, thân này cỡ ngón tay út của em. Chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch. Em xin nhắc lại là cây lá cẩm thạch giống như trang cẩm thạch, lá xung quanh có viền trắng lon lon, ở giữa là màu xanh, cái trái của chanh là màu vàng, tất cả đều là thân một cốt. Mười camera sao. Đây là những cây chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch. Lô cây này của em là khoảng 10 cây. Còn bên đây là cây hạnh lá cẩm thạch là khác nữa ạ. Và những cây hạnh này đang ra hoa, chuẩn bị có trái. Đây là cây hạnh lá cẩm thạch. Và bên đây là cây chanh, chanh vàng Mỹ lá cẩm thạch. Hai loại khác nhau. Rồi, em xin cảm ơn cả nhà đã xem cái video này với em. Chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ. Bye bye.